mắn. Anh từng có nhiều cơ hội trao cho em vạn lần cay đắng, để rồi khi mà mất em chỉ biết đứng nhìn phố đông, thân xác trơ trọi. Tất cả những thứ mà ta từng mơ về, tất cả ký ức và trăm ngàn câu thề, muốn ôm thật chặt lần nữa nhưng đâu thể, vì giờ không còn chung bước không em kề. Đôi tay em không còn nắm chặt anh, trong mắt của em đã không còn anh. Trái tim lý trí của em đã vững vàng, lựa chọn cuộc sống không phải là anh. Vậy thì anh mong em luôn luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình, chăm sóc bản thân thật tốt, yêu thương những người cạnh mình. Để mình anh chìm trong bóng tối, để nhìn rõ ánh sáng từ em, vì nỗi dằn vặt vẫn đang hành hạ anh từng đêm. Đừng quên nơi góc phố những lần đầu ta gặp nhau, càng viết thì càng đau, vì lạc một lần ở giữa cơn giông thì sao có thể tìm nhau. Vì em đã đau nhiều hơn như thế, chịu thiệt thòi từ thằng trẻ con, và nó quá tệ để có thể tốt hơn, quá tệ để tốt hơn. Nhìn người mình thương, giọt nước mắt anh cứ thế rơi xuống, dù đau đớn nhưng có lẽ nên buông. Anh không muốn người con gái của anh phải buồn. Yêu đậm sâu từng năm chặt tay, mà sao giờ đây mình anh cảm thấy, dù cho lời hứa rằng sẽ đổi thay, cũng chẳng thể giữ lại em ở đây. Nếu như anh biến mất khỏi thế giới này, thì em vẫn sẽ hạnh phúc với cuộc sống không còn anh. Dù cho biết trước kết quả sẽ là như vậy, nhưng anh vẫn muốn bước đến và ôm lấy em thật nhanh. Thời gian sẽ chứng minh rằng ta chẳng sao mà, phải không? Từng nỗi nhớ khôn nguôi giờ đây dần xóa nhòa, phải không? Tuần thứ nhất, hắn nghĩ hắn quên được em, và có thể hắn sẽ dễ dàng thay thế em bằng một vài ba người mới. Tuần thứ hai, bỗng nhiên hắn cảm thấy trống vắng trong lòng lạ thường, rồi cả trăm vạn ngàn suy nghĩ cứ lặp lại đi cả chặng đường. Tuần thứ ba, hắn nhận ra không ai có thể thay thế được em, trên mặt lộ rõ nỗi buồn, chẳng ai thấy hắn cười nói. Tuần thứ tư, hắn lục lại tất cả kỷ niệm vừa cất hồi tối, và vật vài bài nhạc thật buồn, rồi lại nằm úp mặt ướt gối. Hắn vẫn để lộ hé cánh cửa trái tim, chỉ đợi mình em bước tới. Không giây nào hắn nhức nhối, tâm trạng thì luôn tức tối, vì hắn hiểu tất cả mọi thứ sau cùng thì tốt nhất nên cất lại. Vì hắn đã mất đi người yêu hắn, còn cô ta mất thằng thất bại. Hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được lại hơi ấm vòng tay. Chai rượu vẫn ở trên bàn, tấm hình đôi ta còn đấy, lý trí thì đã chấp nhận, còn trái tim tan vỡ trăm mảnh. Anh sẽ nhìn em và bước tiếp, nhưng người cuối cùng không phải là anh.